Hi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì tập hợp những xe, rất là nhiều xe ở đây các bạn nhá. Hôm nay là xe máy xúc này sẽ đi xúc cát ở dưới đây mọi người nhá. Hôm nay xe máy xúc rất là làm việc nhiều này và lâu rồi, cho nên là xe máy xúc này rất là kém luôn, mà rất là cũ mọi người nhá. Nhưng không sao, xe máy xúc vẫn làm việc rất là tốt mọi người nhá. Còn đây là xe máy cần cấu mọi người này, nhưng mà đã bị hỏng rồi, chưa sửa chữa được. Đây còn cái mỗi cái phần thân thôi, còn cái phần động cơ thì không có mọi người này, chắc là chỉ đứng nhìn thôi. Còn đây các xe này đang chờ, bây giờ là xe máy xúc sẽ xúc cát mọi người nhá. Giờ là xúc này rất là đất đá rất là cứng luôn, xúc đấy nổ dồn này, đang xúc đây mọi người. Nén xúc đó mọi người ơi. Rất là đất đá rất là cứng luôn. Cái gì đây? Ôi mọi người ơi, cái gì đây? Ui sao nặng thế? Ôi đây có một cái xe đó mọi người ơi. Thế đây có một cái xe chắc có lẽ là bị ngã xuống đây rồi. Phải bớt lên nào. Mình sẽ bỏ cái cát này ra. Xúc này. Xúc lên mọi người ơi. Ôi đây mọi người ơi. Ôi chiếc xe này rất đẹp luôn. Sao xin được cảm ơn bác máy xúc nha, đã cứu tôi luôn. Tại sao là cháu lại ở dưới cái thùng cát ở dưới đây? Cháu bị động đất, cháu bị ngã xuống ở vị trí này. Thôi thì cháu cảm ơn bác máy xúc nha. Thôi cháu đi đây, cháu cảm ơn bác nha, bác làm việc đi. Nhé bây giờ đi chơi không có cẩn thận gì cả, ta lại tiếp tục đi xúc thôi, bác thằng cháu đi xúc thôi. Xúc cát nào, chiêu cát đổ lên. Chết rồi, hôm nay không có xe tải rồi. Hôm nay không có xe tải tới cho mọi người ơi. Thôi bác sẽ xúc để dồn đây. Xúc sau là bác có xe bác sẽ xúc cho mọi người nhá. Xúc vào đây. Cháu chắc thế. Xúc lên nào. Bố vào đây, xúc lên. Xúc lên. Xúc lên nào. Ui sao chắc thế. Xúc lên nào. Cái gì đây? Cái gì sao cứng như đây? Sao bên này đi. Đúng không? Cái gì đây? Ui. Lại có một chiếc xe nữa. Lùi thôi. Sao các người lại đến đây? Cháu cảm ơn bác máy xúc đất nha. May quá, may có bác mà cháu được lên bờ rồi. Cháu cảm ơn bác nha. Tại sao các cháu lại bị xô xuống đây? Lúc vừa rồi bác cũng đã cứu một chiếc ô tô nhỏ nhỏ lên khỏi bờ rồi, tại sao cháu lại còn xuống đây? Dạ thưa bác, cháu đi lao nhanh quá nên cháu không phanh được, cháu lao xuống dưới vực. Cháu cảm ơn bác rất nhiều nhá. Lần sau nhớ đi phải cẩn thận nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thôi cháu đi đây. Đi. Ta lại hành trình thôi mọi người ơi. Hành trình thôi. Xúc tiếp nào. Dữ quá. Có gì đây? Có gì đây? Có gì đây? Nó làm sao rồi? Ôi, nó chết mất rồi. Cháu mất.
nó trong đây nó ngạt thở nó chết mất rồi. Ôi phải đưa đi đi cấp cứu thôi. Phải đi gọi xe tải để đưa nó cấp cứu thôi. Ôi xe tải đâu rồi? Ê, xe tải. Ở đây có một con hổ đông đã bị thương. Tôi vừa vớt. Nó lên được. Nhanh lên xe tải ơi. Thế hả? Thế ông dẫn tôi đi đâu? Ông đi trước đi. Ây, xe tải đang đi theo mọi người ơi. Xe tải đang đi theo. Chiều. Xe tải đi theo nào. Đâu. Đây này. Bây giờ tôi làm sao mà có thể đưa con hổ to lên được được. Rồi, anh tôi quay đây rồi anh múc lên cho tôi nhá. Con hổ này bị thương rồi. Ôi, nó đi cấp cứu rồi. Nó rất là nặng luôn. Đi thôi. Đi cấp cứu thôi. Mày xúc lại tiếp tục làm việc đây mọi người. Ôi xe kia bị ngã rồi. Mày xúc lên thôi. Ưa sao lại ngã đây. Ưa còn xe cô. Ở khu vực này rất là sâu luôn và rất là nhiều xe bị ngã. Múc lên mọi người đây thôi. Đó. Mày lại tiếp tục xúc máy xúc thôi mọi người. Mày chạy xúc ở đây. Xúc thật là hăng. Hôm nay mình đã làm được rất nhiều việc, vừa xúc cát này, lại vừa vừa giúp được rất là nhiều người và cứu được mấy cái xe này mọi người ơi, lại còn cứu được cả con hổ nữa chứ. Wow, anh em ơi, trên có máy bay đang bay này, xúc rất là sâu rồi, mọi người ơi. Thôi, hôm nay mình cũng mệt rồi. Mình có lẽ mình sẽ không đi xúc nữa, mình về đây. Hôm nay đội làm việc mình rất mệt, mình cũng hết xăng, mình phải đi đổ xăng thôi. Đổ dầu thôi mọi người ơi. Thôi, xin chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để tiếp tục hành trình cùng với chúng mình nha. Xin chào tất cả các bạn.